cô đi về vẫn tối sân si, dù chẳng ai có nói điều gì. Giữa người tù và tu thật khác, kẻ đi tù nói người đi tu. Tuy cô giàu nhưng thích hơn thua, cả thầy tu cô cũng không chừa. Vẫn thói đời lòng ngôn con đó, cô buông lời thua lại càng thua. Cô tuy giàu nhưng có sang đâu, vì lời danh như nước qua cầu. Với một người chẳng ham được mất, bao nhiêu tiền có là gì đâu. Nên cô càng thêm thói sân si, bởi thầy tu đâu có thứ gì. Nhưng vạn người vẫn thương vẫn quý, đâu như mình thét gào được chi. Cô khoe vàng khoe nhân kim cương, mà người ta vẫn thấy bình thường. Sư minh tuệ chỉ đi hành khất, không có gì những vạn người thương. Người xưa có câu, đời còn tham còn khổ còn sầu. Sau những ngày biệt giam đê thâu, nhưng cô nào hiểu được gì đâu. Cô tuy giàu nhưng có sang đâu, vì lời danh như nước qua cầu. Với một người chẳng ham được mất, bao nhiêu tiền có là gì đâu. Nên cô càng thêm thói sân si, bởi thầy tu đâu có thứ gì. Nhưng vạn người vẫn thương vẫn quý, đâu như mình thét gào được chi. Cô khoe vàng khoe nhân kim cương, mà người ta vẫn thấy bình thường. Sư minh tuệ chỉ đi hành khất, không có gì những vạn người thương. Người xưa có câu, đời còn tham còn khổ còn sầu. Sau những ngày biệt giam đê thâu, nhưng cô nào hiểu được gì đâu. Sau những ngày biệt giam đê thâu, nhưng cô nào hiểu được gì đâu. Kiếp người mấy mươi năm, thầy sẽ dành tròn để tu hành. Chuyện thế sự chẳng lo tới nữa, lời danh kia thầy cũng không màng. Còn dãn chuẩn như lửa thư vàng, thế nên thầy nào sợ gian nan. Vãi ven đường vẫn như thường, y vá thầy mang. Rồi khất thực đến muôn nơi, từng ngày dài dào bước trên đường.
đau chẳng mù và chân bước vội. Chỉ xin ăn không có nhân tiền, thầy đi tu chẳng muốn ai phiền. Thế nhưng rồi mọi người yêu thương đến bên thầy như ong mật bay tới tìm hương. Thầy cùng có mẹ với cha, gia đình luôn thuận hòa. Thầy cùng có như chúng ta những người thân ở nhà. Nhưng rồi thầy đã tu hành xa nhà, buông bỏ nhân sinh, khất thực xong xuôi riêng mình vậy thôi. Thầy chính là đấng chân tu để mọi người từ đó tin vào. Xưa thế sự trần ái cõi tạm, lời dặn kia thầy cũng không màng. Đời hư vô nên bước nhẹ nhàng, sống không cần những điều cao sang. Vẫn tuyệt vời, vẫn trong lành thơm ngát trần gian. Rồi khất thực đến muôn nơi, từng ngày dài dạo bước trên đường. Đau chẳng mù và chân bước vội, chỉ xin ăn không có nhân tiền. Thầy đi tu chẳng muốn ai phiền, thế nhưng rồi mọi người yêu thương đến bên thầy như ong mật bay tới tìm hương. Thầy cùng có mẹ với cha, gia đình luôn thuận hòa. Thầy cùng có như chúng ta những người thân ở nhà. Nhưng rồi thầy đã tu hành xa nhà, buông bỏ nhân sinh, khất thực xong xuôi riêng mình vậy thôi. Thầy chính là đấng chân tu để mọi người từ đó tin vào. Xưa thế sự trần ái cõi tạm, lời dặn kia thầy cũng không màng. Đời hư vô nên bước nhẹ nhàng, sống không cần những điều cao sang. Vẫn tuyệt vời, vẫn trong lành thơm ngát trần gian. Sống không cần những điều cao sang, vẫn tuyệt vời, vẫn trong lành thơm ngát trần. Thank you.
còn rất nhiều người đang núp bóng Phật kiếm ăn mỗi ngày. Sư mà chẳng lo tích đức tu tâm chi bảo tiền dân. Bao năm qua chẳng thể hiểu ra đó Phật hay ma, cứ thuyết rằng hãy để thu về vật chất cho mình. Nhiều kẻ dại khờ u mê đến lạ cứ tin vào thầy, vai lạy quý sinh nghe mấy ông sư xa giảng cầu vinh. Cơm cha lo áo mẹ mặc cho để rồi nghe sư, đau đớn làm sao đến bây giờ thì hiểu ra rồi. Ngày xưa ai có biết được đâu, khi bao người u mê gieo trọn niềm tin đến các sư thầy, bởi nghe câu thuyết sáng ngọt tựa mía lùi. Về sao nhân quả, về sao nhân quả, về đời mai sau. Từ lúc một người lang thang xuất hiện nhưng không nhận tiền, giữa Phật và ma cả chẳng bao xa bắt đầu hiện ra. Bao nhiêu sư xa giảng thầy tu mới hiện trong ta, toàn thứ gì đâu những sư thầy chỉ thích chuyên quan. Dại khờ u mê đến lạ cứ tin vào thầy, vai lạy quý sinh nghe mấy ông sư xa giảng cầu vinh. Cơm cha lo áo mẹ mặc cho để rồi nghe sư, đau đớn làm sao đến bây giờ thì hiểu ra rồi. Ngày xưa ai có biết được đâu, khi bao người u mê gieo trọn niềm tin đến các sư thầy, bởi nghe những câu thuyết sáng ngọt tựa mía lùi. Về sao nhân quả, về sao nhân quả, về đời mai sau. Từ lúc một người lang thang xuất hiện nhưng không nhận tiền, giữa Phật và ma cả chẳng bao xa bắt đầu hiện ra. Bao nhiêu sư xa giảng thầy tu mới hiện trong ta, toàn thứ gì đâu những sư thầy chỉ thích chuyên quan. Thứ gì đâu những sư thầy chỉ thích chuyên quan. Bao nhiêu người ngã xuống hy sinh vì tự do cuộc sống hòa bình, khi vạn người còn đang cực khổ cũng bơ
hơi nhiễm chất độc dioxin. Nhưng sư thầy thì chúc thay mình, bảo rằng do nghiệp chướng của mình nên đời này làm con của bố, nhưng người vì dân tộc hy sinh. Bao anh hùng chiến sĩ sông pha dẹp lũ sâm lăng nước non nhà, nhưng thật buồn bà Phạm Thị Yên, ba nói rằng dĩnh nghiệp sát sinh. Khi bao lời nói quá chua cay lại được ra từ những người này, những người mà toàn đem Phật Pháp để khuyên đời giảng đạo thật hay. Ta nên hiểu hai tiếng hy sinh, càng hiểu hơn hai chữ hòa bình, mới thấy mình hậu sinh may mắn, biết ơn và nhớ để tôn vinh. Giờ đây chúng ta được tự do hạnh phúc hòa bình, bởi chiều người ngày đêm nằm xuống lấy máu mình đánh đổi bình yên. Bao nhiêu người dinh chất da cam đã trải qua đau đớn kinh hoàng, thay vì mình cảm thông thấu hiểu, sao nỡ lòng nỗi nghiệp phải mang. Khi bao lời nói quá chua cay lại được ra từ những người này, những người mà toàn đem Phật Pháp để khuyên đời giảng đạo thật hay. Ta nên hiểu hai tiếng hy sinh, càng hiểu hơn hai chữ hòa bình, mới thấy mình hậu sinh may mắn, biết ơn và nhớ để tôn vinh. Giờ đây chúng ta được tự do hạnh phúc hòa bình, bởi chiều người ngày đêm nằm xuống lấy máu mình đánh đổi bình yên. Bởi chiều người ngày đêm nằm xuống lấy máu mình đánh đổi bình yên. Nồi cơm nhưng làm đảo điên sư tà, một người đi bao kẻ xấu xa hiền ra. Giờ ai cũng biết đến Minh Tuệ, giờ ai cũng mến thích Minh Tuệ, người đã cho ta hiểu ra sự thật trắng đen. Ngày ông đến những vầng hào quang chói soi tuyệt vời, ngày ông đến khiến cho người dân hiểu ra. Nhưng sư ta chỉ ham tiền, chúng lừa hết Phật tử đến người dân. Thầy đến với chúng ta quét hết các ma cô, những kẻ ác tăng ta mà hoa. Nhưng sám ngôn của nhiều các sư chủ trì
nhưng bà bán rau ngoài kia. Họ thường nói đến luật nhân quả và chỉ thích ba tánh cùng dừa, gọi là tu nhưng mà chỉ lo để tu tiền thôi. Ngày chưa biết cả ngàn người dân cúng dường miệt mài, ngày chưa biết cả trăm người dân vẫn tin. Các ông này, các sư thầy chính là đấng cứu thế của trần gian. Giờ tôi nói các ông sẽ chẳng có ai tin cung dường các ông nữa đâu. Một nồi cơm nhưng làm đảo điên sư tà, một người đi bao kẻ xấu xa hiền ra. Giờ ai cũng biết đến Minh Tuệ, giờ ai cũng mến thích Minh Tuệ, người đã cho ta hiểu ra sự thật trắng đen. Ngày ông đến những vầng hào quang chói rọi tuyệt vời, ngày ông đến khiến cho người dân hiểu ra. Nhưng sư ta chỉ ham tiền, chúng lừa hết Phật tử đến người dân. Thầy đến với chúng ta quét hết các ma cô, nhưng kẻ ác tăng ta mà ha. Nhưng xàm ngôn của nhiều các sư chủ trì mà ngờ như những bà bán rau ngoài kia. Họ thường nói đến luật nhân quả và chỉ thích ba tánh cùng dừa, gọi là tu nhưng mà chỉ lo để tu tiền thôi. Ngày chưa biết cả ngàn người dân cúng dường miệt mài, ngày chưa biết cả trăm người dân vẫn tin. Các ông này, các sư thầy chính là đấng cứu thế của trần gian. Giờ tôi nói các ông sẽ chẳng có ai tin cung dường các ông nữa đâu. Giờ tôi nói các ông sẽ chẳng có ai tin cung dường các ông nữa đâu. Bây giờ ở đâu không người ơi, có vui hay buồn, sức khỏe giờ đây như thế nào. Nhiều lúc nghĩ buồn và thương cho thầy tôi, khất thực nhiều năm nay lại thôi cho nhắn đôi lời. Nếu ai thấy được bây giờ thầy đang tu ở đâu, nhớ mong cho thầy luôn được bình yên khi tu hành. Đừng có đến phiền thầy như những ngày đi, để rồi thầy tôi phải ân tu. Nay thầy ở đâu, bao năm thầy tu hành. Một mình thui thui khất thực như thế,
nó lòng. Tôi về ngủ tạm nghe địa nhà hoang, ai biết cho chăng sau năm tu hành gian khổ mà ai đâu nào hay. Sau năm cất thực không quản thời gian đôi vai gầy, bình bát lấy ruột nồi cơm đi vậy thôi, chẳng cần gì cao sang người ơi, hướng về thầy tôi. Thấy được bây giờ thầy đang tu ở đâu, nhớ mong cho thầy luôn được bình yên khi tu hành. Đừng có đến phiền thầy nhớ những ngày đi, để rồi thầy tôi phải ân tu. Nay thầy ở đâu, bao năm thầy tu hành, một mình thui thui khất thực như thế, cơm không no lòng. Tôi về ngủ tạm nghe địa nhà hoang, ai biết cho chăng sau năm tu hành gian khổ mà ai đâu nào hay. Sau năm khất thực không quản thời gian đôi vai gầy, bình bát lấy ruột nồi cơm đi vậy thôi, chẳng cần gì cao sang người ơi, thương lắm thầy tôi. Đôi chân trần đi khắp muôn nơi, thầy chẳng ham cuộc sống danh lợi. Cơm mỗi ngày thầy ăn một bữa, kiếp vô thương có gì phải lo. Bao nhiêu là tịch tộc cơ theo, rồi đời quân diêu tuốt cùng nhiều. Kẻ thì cầm mãi quay phong vân, kẻ ghi hình theo từng nhịp chân. Nhân dân thì cũng kéo xa xem, kẻ hò reo kẻ đứng người quỳ. Xin mọi người đừng có làm thế, để cho thầy không phiền mà đi. Bao nhiêu người vẫn cứ sân si, hỏi thầy đi như thế được gì. Nhưng nghiệp đời mỗi thân một khác, buông bỏ rồi đâu cần được chi. Giữa muôn ngàn cuộc sống bon chen, thầy gạt đi bao nỗi muôn phiền. Sống nhẹ nhàng chẳng ham vật chất, nhưng sao đời vẫn còn nhỏ nhen. Người xưa có câu, đời người ta cuộc sống vô thường. Giữa dòng đời chẳng ai được mất, chẳng có gì những vạn người thương.
bao nhiêu là tịch độc cơ theo, rồi đội quân diêu tuốt cùng nhiều. Kẻ thì cầm mãi quay phong vân, kẻ ghi hình theo từng nhịp chân. Nhân dân thì cùng kéo xa xem, kẻ hò reo kẻ đứng người quỳ. Xin mọi người đừng có làm thế, để cho thầy không phiền mà đi. Bao nhiêu người vẫn cứ sân si, hỏi thầy đi như thế được gì. Nhưng nghiệp đời mỗi thân một khắc, buông bỏ rồi đâu cần được chi. Người xưa có câu, đời người ta cuộc sống vô thường. Giữa dòng đời trần ai được mất, chẳng có gì những mệnh trời ban. Người làm bác sĩ, người nghiên cứu cho khoa học, người đã bong rồi, người nấu ăn ngon. Còn tôi viết nhạc và tôi hát cho bạn nghe. Thầy là chân tu chỉ khẩn thực vậy thôi. Mỗi ngày mỗi bữa rồi dòng dưới muôn nẻo đường, chẳng lấy cũng dường và chỉ xưng con. Thầy tu khổ hạnh để trong sáng tâm hồn, không tham sân si và không ước mơ được gì. Chẳng mang công danh nên nào đâu có được chi. Bao nhiêu tháng ngày đôi chân của thầy luôn đi, thế nhưng mà ai đâu có hay. Nhưng sao hôm nay người ta kéo đông theo thầy, nhiều người sân si buông lời ra và nói chẳng. Gốc cây nghĩa trang là nơi nghỉ ngơi của thầy. Đời cần chỉ đâu một mảnh vai tự mày, nhặt nở đông rác làm nên áo tu cho thầy. Cuộc sống vô thường chẳng muốn tơ vương, rồi ai cũng nhìn mà tôn kính mang lòng thương. Người đời sân si hỏi đi vậy được chi, lòng đã buông bỏ thì đâu có mong được gì. Mỗi kiếp con người, mỗi kiếp nhân sinh đều do sứ mệnh trời ban xuống cho của thầy.
nhiều người dân si buông lời ra và nói chẳng hay. Xưa nay vẫn vậy, cơm chay mỗi ngày, gốc cây nghĩa trang là nơi nghỉ ngơi của thầy. Đời cần chỉ đâu một mảnh vai tự may, nhặt nở đống rác làm nên áo tu cho thầy. Cuộc sống vô thường chẳng muốn tơ vương, rồi ai cũng nhìn mà tôn kính mang lòng thương. Người đời dân si hỏi đi vậy được chi, lòng đã buông bỏ thì đâu có mong được gì. Mỗi kiếp con người, mỗi kiếp nhân sinh đều do sứ mệnh trời ban xuống cho mình. Mỗi kiếp con người, mỗi kiếp nhân sinh đều do sứ mệnh trời ban xuống cho mình, đều do sứ mệnh trời ban xuống cho mình. Sư Minh Tuệ và Thích Chân Quang đều là sư nhưng khác hoàn toàn. Khi một người thì ai cũng mến, còn một người ai cũng phải than. Sư Minh Tuệ ăn bữa cơm chay rồi lại đi xong xuôi một ngày, chỉ ngu ngồi và hay hành khất, không nhận tiền chỉ nhận đồ chay. Nhưng nghe rằng sư Thích Chân Quang vẫn thường đi ăn uống đàng hoàng, thích cung dường và ham vật chất, sư luôn ngồi sẽ hộp thật sáng. Sư Minh Tuệ không có sân si, dù là ai muốn nói điều gì, không hận thù thiệt hơn được mất, buông bỏ rồi đâu cần được chi. Khi nghe về sư Thích Chân Quang là người ta bỗng thấy bàng hoàng, khuyên mọi người nhà xe vật chất đem vô chùa phước lành mình mang. Người ơi nhớ cho, đời trần ai cũng chỉ coi tạm, sống thật thà trời thương vật quý, sống lọc lừa gánh nghiệp mình mà. Minh Tuệ và Thích Chân Quang đều là sư nhưng khác hoàn toàn. Khi một người thì ai cũng mến, còn một người ai cũng phải than. Sư Minh Tuệ không có sân si, dù là ai muốn nói điều gì, không hận thù thiệt hơn được mất, buông bỏ rồi đâu cần được chi. Khi
Khi nghe về sư Thích Chân Quang là người ta bỗng thấy bàng hoàng, khuyên mọi người nhà xe vật chất đem vô chùa phước lành mình mà hăng. Người ơi nhớ cho, đời trần ai cũng chỉ coi tạm, sống thật thà trời thương vật quý, sống lọc lừa gánh nghiệp mình mà hăng. Sống thật thà trời thương vật quý, sống lọc lừa gánh nghiệp mình mà hăng. Anh ơi, anh đi đâu vậy? Anh ở nhà đi, từ nay việc quét nhà rửa bát em làm hết. Chiều đến anh chỉ việc đi nhậu thôi, nhưng mà ở nhà. Nhưng mà anh đâu đi đâu, em bị hâm à? Thế anh định cầm đi đâu? Anh định cầm nồi cơm điện đi đâu? Khổ lắm, em nhìn áo này, nhìn nồi này. Anh đang chuẩn bị quay bài hát, hát để thầy Thích Minh Tuệ. Anh đi hát anh đừng có theo thầy nha anh. Rồi anh biết rồi, em yên tâm nhé. Em yên tâm, anh không đi đâu đâu. Anh nhớ đấy nha. Đường chân tu đầy ải gian truân, khi ai tu khô hành đầu đà, chỉ ngủ ngồi và ăn buổi sáng, lấy gốc cây nghĩa trang mà nghỉ, rồi lại đi khất thực muôn nơi, chỉ chân đất đi thôi. Thầy đi tu cũng đã bao năm, lang thang trên khắp mọi nẻo đường, bao tháng ngày nào ai có thấu, khi rét run trời đông lạnh giá, rồi hè sang nắng đổ chang chang, cả xa quấn thay áo choàng. Đường trần ai dễ mà buông bỏ, những lời cuộc đời lòng còn ham bao cuộc vui, khi trót xa vùng lầy nhân thế, để đi tu một phiền cũng thế thôi. Người ta thương thì gọi chân tu, ai không thương cũng chẳng hận thù, mong quý thầy thành tu chiến qua, những bước chân vượt qua sỏi đá, để ngày sau phố đổ nhân sinh và lo giúp cho nước mình. Đường trần ai dễ mà buông bỏ, những sân si danh lợi cuộc đời lòng còn ham bao cuộc vui, khi trót xa vùng lầy nhân thế, để đi tu muộn phiền cũng thế thôi. Người ta thương thì gọi chân tu, ai không thương cũng chẳng hận thù, mong quý thầy thành tu chiến qua, những bước chân vượt qua sỏi đá, để ngày sau phố đổ nhân sinh và lo giúp cho nước mình. Những bước chân vượt qua sỏi đá, để ngày sau phố đổ nhân sinh
và lo giúp cho nước mình. Những bước chân vượt qua sỏi đá để ngày sau phố độ nhân sinh, và lo giúp cho nước mình. Mọi người đã biết gì chưa? Ông Trần Quang bị cấm 2 năm không cho thuyết giảng. Ngày bao người chờ trông mong, bà con giờ thì thong dong, ăn uống hay du lịch gì cũng không sợ bị mất thước. 2 năm theo tôi thấy hơi nhẹ cô bác mình ơi. Theo tôi nên vĩnh viễn cả đời không cho thuyết giảng. Thầy Quang giờ thì không lo, tiền chất đầy ở trong kho, nhà đất ăn cả cuộc đời cũng không thể nào hết cho. Mấy cái đứa bánh thầy giờ này chắc có lẽ sẽ buồn nhiều ngày. Phản thử không phân biệt đúng sai, phương chính giờ không kêu thầy được rồi. Mà 2 năm có là gì đâu, thầy sẽ đi hướng thụ thật lâu. Hết 2 năm bắt đầu cũng dường lại nghe con ơi. Thôi tôi khuyên ai đã tôn sùng thì tính ngộ đi. Bao lâu nay theo bước chân thầy như vậy đủ rồi. Phật có ở nơi đâu xa, Phật chính là mẹ cha ta. Cung kính hai vị Phật này, phước lành từ đông đến nhà. Tôi thấy hơi nhẹ cô bác mình ơi. Theo tôi nên vĩnh viễn cả đời không cho thuyết giảng. Thầy Quang giờ thì không lo, tiền chất đầy ở trong kho, nhà đất ăn cả cuộc đời cũng không thể nào hết cho. Mấy cái đứa bánh thầy giờ này chắc có lẽ sẽ buồn nhiều ngày. Phản thử không phân biệt đúng sai, phương chính giờ không kêu thầy được rồi. Mà 2 năm có là gì đâu, thầy sẽ đi hướng thụ thật lâu. Hết 2 năm bắt đầu cũng dường lại nghe con ơi. Thôi tôi khuyên ai đã tôn sùng thì tính ngộ đi. Bao lâu nay theo bước chân thầy như vậy đủ rồi. Phật có ở nơi đâu xa, Phật chính là mẹ cha ta. Cung kính hai vị Phật này, phước lành từ đông đến nhà. Phật có ở nơi đâu xa, Phật chính là mẹ cha ta. Cung kính hai vị Phật này, phước lành từ đông đến nhà.